Vâng, cái cảm nhận khi tham dự cái chuyến du lịch như thế này thì đối với em, chuyến đi là để mình ra ngoại. Nhưng vấn đề quan trọng đối với bản thân em đó là gặp gỡ tất cả ban lãnh đạo công ty, gặp gỡ những anh chị em. Đây là đội nhóm phát triển mạnh nhất của tập đoàn để bản thân em có thể học hỏi nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong cái lĩnh vực bản thân mình đang làm. Và em cũng rất chỉ là vui khi được đồng hành cùng tất cả anh chị, ban lãnh đạo công ty và tất cả các anh chị leader. Và cái cảm nhận của em bây giờ nó không thể diễn tả bằng lời được. Chất thì là vui, phải nói một câu nói là quá tuyệt vời. Với cảnh quan ở Hạ Long thì chắc chắn là em không cần phải nói nhiều nữa, bởi vì đây là một cái cảnh quan thiên nhiên của thế giới rồi và đã ban tặng cho Việt Nam chúng ta cũng như vịnh Hạ Long nói chung. Thì với cảnh quan ở đây rất là tuyệt vời. Đến với bản thân em cũng như là lần đầu tiên em được tham dự cũng như là đi một chuyến du lịch tuyệt vời như thế này. Và hiện tại bây giờ thực sự rất là xúc động cũng như rất là vui, có thể là không diễn tả bằng lời được. Nhưng em cảm ơn là ban lãnh đạo công ty đã tổ chức cho bọn em được cái cuộc gặp gỡ và giao lưu như thế này. Và lời cảm ơn thứ hai đó là cảm ơn vì Mayland tạo ra cho chúng em một cái cuộc chơi sòng phẳng để các em phát huy hết cái khả năng năng lực của mình để cống hiến cho cuộc đời và cho tuổi thanh xuân của mình.